Vừa qua, 365 Group đã tổ chức sự kiện hành trình 365 Group 7 năm một chặng đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là sự kiện lớn nhất toàn quốc về ngành phụ trợ ô tô với sự góp mặt của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, hơn 350 khách mời từ các chủ gara, các nhà phân phối phụ tùng hàng đầu tại Việt Nam. Tại buổi lễ, đại diện 365 Group đã chia sẻ về những định hướng phát triển, cam kết về chất lượng sản phẩm và gửi lời biết ơn sâu sắc đến những đối tác, đại lý đã tin tưởng và đồng hành trong suốt chặng đường 7 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, đây cũng là cột mốc đáng nhớ khi 365 Group chính thức trở thành nhà phân phối phim cách nhiệt 3M chính hãng tại thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, 365 Group cũng trưng bày một số sản phẩm có thiết kế mới hướng đến các dòng xe tiên phong trong tương lai như các dòng VLED 1.8 inch cho đến 1.5 inch. Tôi đồng hành cùng 365 Group trong 66 năm qua thì sản phẩm và các hệ sinh thái của 365 luôn mang lại sự đổi mới cho khách hàng, nhiều lựa chọn và đại lý cũng rất là dễ trong vấn đề kinh doanh hoạt động tại địa phương. Trong thời gian sắp tới thì tôi hy vọng 365 Group sẽ ngày càng phát triển vững mạnh hơn, đa dạng thêm cái hệ sinh thái của mình để chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau thành công. Mục đích của sự kiện hôm nay nhằm của chúng tôi là tôn vinh, cảm ơn những quý đối tác, những khách hàng đã đồng hành với 365 Group trong suốt hành trình 7 năm vừa qua. Hiện nay chuỗi hệ thống của chúng tôi, ô tô 365 có với 8 chi nhánh trải dài toàn quốc. Chuỗi GTR Việt Nam có trên 100 điểm trải dài từ Bắc chí Nam, và khi khách hàng sử dụng dịch vụ đều có thể bảo hành trên toàn Việt Nam, bất kỳ tỉnh nào ở khu vực nào đều có chế độ bảo hành hậu mãi rất là chuyên nghiệp, nên các quý khách hàng an tâm sử dụng dịch vụ 365 Group. Ra đời từ năm 2016, 365 Group dần chiếm lĩnh thị trường nâng cấp xe từ Bắc chí Nam với hơn 188 điểm gara trên toàn quốc. Định hướng phát triển cốt lõi dựa vào hệ sinh thái sản phẩm chất lượng và mạng lưới hệ thống lắp đặt rộng khắp toàn quốc. Hai thương hiệu chủ lực Auto 365 và GTR Việt Nam của 365 Group ngày càng chiếm được sự tin tưởng từ phía người dùng và hệ thống đại lý, luôn tiên phong về công nghệ nâng cấp ánh sáng và ngày càng có nhiều thương hiệu đáp ứng tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam.